Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn ở video này nha. Và chúng ta hãy bắt đầu cùng nhau làm những chú rắn xinh xắn hay đáng sợ là do bạn lựa màu và vẽ khuôn mặt nhé. Và chúng ta hãy bắt đầu làm nào. Để làm được thì chúng ta cần hai cái bong bóng cùng màu nha. Và một cái bong bóng màu đỏ để làm cái lưỡi. Và một bong bóng màu trắng để làm cặp mắt cho chú rắn. Thì đây là cái bong bóng đầu tiên. Mình chỉ cần bơm nửa cái bong bóng thôi, là chừa khoảng 12 ngón tay ha, là nửa cái bong bóng. Mình bỏ qua một bên. Và kế tiếp thì đây là mình xin hướng dẫn các bạn một mẹo để làm cho bong bóng có hình tròn, hình xoắn rất là đẹp. Thì chúng ta sẽ dùng cái cuộn giấy mà xài hết rồi đó, giấy vệ sinh xài hết rồi, chúng ta quấn vào. Và trước khi làm thì chúng ta sẽ làm cho bong bóng giãn ra. Chúng ta căng giãn như vậy thì khi chúng ta quấn, chúng ta bơm lên thì bong bóng nó mới có dạng xoắn tròn, tròn được nha. Chúng ta càng giãn nhiều càng tốt. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ dịnh ở đây. Chúng ta sẽ cần đến một bàn tay xinh xắn trợ giúp nha. Đây, và chúng ta sẽ quấn theo vòng tròn của cái ống này. Chúng ta hơi căng căng một chút nha. Và quấn theo. Các bạn thông cảm, cái bạn trợ giúp này hơi bị lùn nè, nên nó hơi bị tụt xuống dưới một chút. Đây. Và chúng ta sẽ dùng cái ống bơm bằng tay để vào. Thì khi chúng ta bơm lên, nó sẽ có những cái shape rất là đẹp, tự nó tròn. Đây, bạn ấy thấp quá, bạn ấy tụt xuống luôn. Đây, và chúng ta, các bạn thấy không, lên hình xoắn y như cái dáng của con rắn vậy đó. Chúng ta cũng có thể dùng cái hình xoắn này trang trí hình nhà cũng đẹp. Và chúng ta sẽ cột lại ha. Và đây là cái mình bơm hết luôn cái bong bóng luôn, chừa khoảng bơm tròn hết luôn, không có cần chừa đuôi nha. Đó, đây là cái cuộn giấy. Hoặc chúng ta có thể quấn vào cái cổ bạc, cổ tay của mình cũng được. Và kế tiếp thì là đây là nửa cái bong bóng hồi nãy ha. Thì chúng ta sẽ làm giống như cánh hoa, chúng ta quấn lại khoảng 6 ngón tay. Đây, và chúng ta hãy quấn lại. Rồi cái đuôi bong bóng chúng ta luồn qua để giấu, để cho nó chặt, nó không có bung bong bóng. Kế tiếp thì chúng ta sẽ làm xoắn một cái bong bóng dừa dừa. Và chúng ta sẽ siết lại ha. Chúng ta sẽ kéo ra và siết lại. Các bạn đừng có sợ bể, cứ siết lại. Và chúng ta sẽ bóp cho nó dẻo, lấy thêm một bong bóng tròn nữa. Và chúng ta lại siết tiếp tục. Chúng ta khóa lại. Đây là mình dùng cái từ khóa bong bóng ha. Này. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ làm một cái hoa dạng cánh hoa bằng với cái hồi nãy cũng 6 ngón tay ha. Và chúng ta xoay lại. Thế là chúng ta được cái miệng của con rắn. Còn phần còn dư chúng ta cắt bỏ ha. Chúng ta sẽ để dành khúc bong bóng đó để khi nào chúng ta cần làm gì thì chúng ta có thể làm. Và chúng ta sẽ quấn xung quanh, cột lại và quấn xung quanh, giấu cái mối nối đi.
Rồi chúng ta chỉnh sửa lại. Đây là cái hình dáng giống như vậy ha. Và chúng ta sẽ để, chúng ta sẽ lấy cái body của chú rắn hồi nãy mình đã xoắn. Và chúng ta sẽ dùng cái đầu cột, chúng ta sẽ quấn lại, quấn xung quanh lại. Chúng ta sẽ quấn vào hai cái cục tròn này á. Chúng ta quấn xung quanh làm sao mà cho nó dính vào nhau là được thôi. Đây. Và chúng đã được quấn lại với nhau. Và chúng ta đã có body của cái chú rắn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm mắt và lưỡi. Thế là xong. Đây là cái bong bóng mà thường mà mình còn dư lại đó. Bong bóng dài còn dư đó, thì mình sẽ bơm dày. Chúng ta làm cặp mắt. Chúng ta sẽ lấy cái này quấn lại. Đây. Thì chúng ta đã giấu được. Bên đây cũng vậy. Chúng ta sẽ luồn ngón tay lên và chúng ta giống như khóa bong bóng lại. Đây là hai con mắt ha. Thì kế tiếp thì chúng ta sẽ gắn lên phần đầu của chú rắn. Và chúng ta sẽ lấy hai cọng dây, chúng ta lại quấn tiếp xung quanh hai cái cục tròn. Nơi đó là những cái máu mình có thể quấn vào điểm tựa cho quấn cái mình và cho cái mình và cặp mắt của chú rắn ha, để vào cái miệng. Và đây chúng ta chỉnh lại hai cặp mắt này, thấy không? Đây, và chúng ta đã chỉnh lại như thế này, chúng ta đã có một chú rắn rất cong vậy. Và cái đầu chúng ta muốn dựng lên thì chúng ta hãy bóp cái khía cạnh thì nó sẽ đứng lên thôi. Đây. Muốn đứng chỗ nào thì chúng ta bóp vào đó, nó sẽ dựng lên. Chúng ta chỉnh sửa. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ gắn đây là giống như cái lưỡi của chú rắn đang lè ra ha. Và chúng ta cũng để chính giữa và cũng quấn vào xung quanh những cái mối. Rất là đơn giản. Thế là chúng ta chỉnh sửa lại, chúng ta đã xong một chú rắn. Để xong hoàn tất thêm nữa thì chúng ta sẽ vẽ cặp mắt cho chú rắn nha. Đây. Và sau khi hoàn tất xong thì chúng ta hãy bắt đầu vẽ cặp mắt và cặp chân mày cho chú rắn. Thế là chúng ta đã hoàn tất xong một chú rắn xinh xắn nha. Đây. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Và mình mong các bạn sẽ làm thành công cho các bé chơi. Để các bé thích thú với môn làm bong bóng này nhé. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video kế tiếp nha. Bye, xin chào và hẹn gặp lại. Mong tất cả các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.